Kính thưa quý vị và các bạn, tình trạng tranh chấp lối đi chung tại nông thôn hay đô thị hiện nay vẫn có xảy ra tại một số hộ dân gây sức mẻ tình nghĩa đôi bên. Vì lợi ích chung, mọi người nên nhường nhịn nhau với tinh thần dĩ hòa di quý, đoàn kết, sống gắn bó, hy sinh quyền lợi riêng tư vì lợi ích cộng đồng, đừng để xảy ra mâu thuẫn kéo dài, gây phức tạp vụ việc, làm mất thời gian, tốn kém chi phí khi khiếu kiện kéo dài trong thực tế nếu cá nhân có hành vi cản trở lối đi chung sẽ bị xử phạt thế nào để rõ chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh lối đi chung của tác giả hoàng tân qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên kim liên giai cô tám tường duy giai thủ hữu phúc giai chú năm thành duy hằng giai cô ba tím hồ trải đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn Tại nhà cô Tám, cô Tám đang khề nệ khiên bàn ghế để dọc theo ngõ hẻm vào nhà. Bữa nay cho mấy người bay lên trời, không còn nẹt bô xì khói vô nhà Tám nữa. Ủa, cô Tám làm gì vậy? Sao khiên bàn ghế ra ngoài vậy? Bán nhà hả cô Tám? Sinh viên, ăn nói vô duyên à. Nhà Tám đang ở mà nói bán. Vậy cô dọn bàn ghế ra đây làm gì? Cho đường đi chật chỗ vậy? Trữ ghế hả cô? Để con phụ khiên vô cho. Để yên đó, đừng có đụng vô, Cô còn dọn cái ghế xếp nữa Vậy là xong Ủa sao cô nói không bán nhà Mà cô dọn hết đồ ra làm chi vậy Cô dọn hết đồ đạc trong nhà để dài dài đường này Đặng hỏng cho thiên hạ đi Trời Rồi đường đâu tôi con đi cô Tám Thì Tám cũng chừa cho xe Mấy đứa ở trọ như con đi Dù sao Tám cũng có tâm Đâu có bít đường bích lối Không cho thiên hạ đi đâu Chịu khó lách qua một chút là xong Lối đi chung mà Tám đem đồ đạc để đầy chưa có một tấc bề ngang Xe nào qua được Xe đi không lọt thì gửi xe Đi bộ vô nhà Dễ như vậy mà cũng không biết tính nữa Tụi con là sinh viên nghèo Tiền không có Mà phải lo đủ thứ Nên phải thêm khoản gửi xe nữa Khổ lắm cô Tám ơi Con phải kêu bà chủ nhà trọ ra xử lý mới được Cô Tím ơi Cô ra giải quyết chuyện này giùm con đi Có gì vậy Thủ Ủa bàn ghế mà bà bài binh bố trận lùm lum như vậy hả bà tưởng chơi trò này á thì ba tím sợ à phụ cô ba khiên thấy ra đường đi thủ buông ra em mà đụng vô cái bàn cái ghế của chị á là 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 có chuyện đó nha. chuyện gì chị nhìn đi nhà em với chị á xài chung đường này mấy chục năm nay vậy mà hởm rài á nghe chị kiếm chuyện chửi chó mắng mèo vụ đường đi này á bữa nay lại đem bàn ghế ra chặn đường nữa chị hỏi cả xóm này coi đường đi có một găng tay thôi mà chị đem đồ ra bích hơn phân nữa Chị là người lớn mà làm như vậy chị coi được ha. Không có lớn nhỏ gì hết á. Chị phải làm như vậy để cảnh cáo mấy người ở trọ. Ủa, sao có dính liếu tới tụi con nữa? Sao không dính liếu Hồi trước á, hẻm này yên tĩnh. Nhưng từ hồi cô ba tím cất nhà trọ, thì ngày cũng như đêm, tiếng xe rú ga in ỏi, không ai ngủ được. Ba cô 90 tuổi rồi, đang thiêu thiểu ngủ, thì thức giấc vì sự ồn ào của mấy người ở trọ. Hỏi có bực không? Thì cô nói một tiếng Tụi con tắt máy xuống xe dẫn bộ đi vô Không làm phiền cô Nè Thủ Chỉ có quỷ ban á Mới có quyền bắt con tắt máy dẫn xe đi bộ Ngoài ra hả Không ai có quyền cấm Coi nè Cô quăng bàn ghế coi bà làm gì cô Nè bà tiếp Em làm cái gì vậy Em dám quăng bàn ghế của chị hả đó, đó, chết tám cưng rồi cô bác ơi cô bà tím á thải nguyên cái ghế bay vô mặt cửa tám rồi nè bữa nay tao chơi hết bóp với mày luôn con quỷ tao cho mày ăn cây nè ê, ê, ê trời chúng con rồi cô tám ơi đau quá à cô có làm gì đâu mà cô đánh con tại buổi họp mặt hòa giải giữa cô ba tím và cô tám cưng chú nam thành lên tiếng tôi nói cô tám nghe bà con láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau cô tám với lại cô ba nên bắt tay hòa giải rồi cô tám dọn hết các chướng ngại vật này để à, hai nhà có lối đi. Cô chú em cháu mướn nhà cô ba cũng có đường đi. Chứ mà chặn đường bích ngõ như vậy thì bất tiện cho mọi người. Hơn nữa cô Tám cũng không có đường đi. Anh khỏi lo, bà có ngã sao bà đi bọc hậu kìa. Chỉ khổ là bên em đây nè, chỉ có lối đi này là độc đạo. Nếu tổ hòa giải làm không nổi vụ này, á em thua lên quyền, lên tỉnh đó. Chị chấp em đó, giấy chứng thương em pha ghế vô đầu chị. Chị còn giữ nè đánh người gây thương tích ở tù chứ chẳng phải mà chuyện đơn giản đâu à nghe cho con có ý kiến con á là người bị hại trong vụ tranh chấp này nè con đi học sớm sáng mở mắt ra lật đật đến trường á thì phải bò qua đường này á làm con trễ giờ rồi con á còn đi làm thêm tới 11 giờ khuya mới về cô tám á lại tắt đèn gắn ở lối đi lại còn kê nguyên cái tủ quần áo làm con đập đầu vô tủ chảy máu vậy ai đền cho con đây con lấy giấy chứng thường rồi đi thưa bà. Chắc còn chuyển và trọ quá à. Chứ còn sống trong cảnh bích đường bích lộ như vậy á, à, bất tiện quá à. Ở đây còn nguy hiểm nữa. Nếu xảy ra quả hoạn mà đường như vậy á, à, thì chạy đi đâu? Lúc đó chỉ có nước làm mồi cho lửa thôi. Xí, sao tự nhiên cháy được? Vậy là có kẻ phá hoại đốt nhà. Em á, đề nghị với anh Năm Thành nghe à, ghi vô biên bản chỗ này à. Cháu thủ nói phải đó. Tình hình cháy nổ hởm rài xảy ra rất là phức tạp. Nhà dân ở đây thì lại nằm liền kề nhau mà lối thoát hiểm lại bị chặn bít như vậy, làm sao thoát hiểm cho được? Nếu không ai xảy ra cháy nổ, nhà hai cô lại nằm sâu ở trong hẻm, nguy hiểm bội phần đó. Em đề nghị các anh cấm bả không có được đặt chướng ngại vật ở trên lối đi chung. Chứ em dọn xong, bả lại bài ra nữa, rồi bực bội đánh nhau, có ngày xảy ra án mạng. Án mạng thì đi tù. Cô ba nên nhớ là chị để bàn ghế bên phần đường đi của chị lối đi này à, mỗi người phân nửa chị không có xâm phạm của em thì em đừng có kiếm chuyện cô tám nói vậy là không có được đây là lối đi chung giữa hai nhà không ai được phép để đồ đạc cô nên dọn hết mấy chướng ngại vật này để cho đường thông thoáng em sẵn sàng dọn nếu bên cô ba không làm nhà trọ nữa cho khách thuê rần rần làm đảo lộn cuộc sống của gia đình em họ sinh hoạt ca hát chạy xe nổ máy rầm rầm họ lấy ngày làm đêm Cả nhà em không ngủ nghe gì được hết trơn á Anh thấy bà đòi hỏi quá đáng không Đây á, chén cơm của em Mà bà hất đổ là làm sao Vô lý như vậy Cách anh xử không được đó, hả Em thua ra tới Hà Nội đó Con có ý kiến Theo đề nghị của cô Tám Con sẽ tắt máy từ đầu hẻm Con sẽ vận động các bạn ở trọ cũng làm theo Để không làm phiền hàng xóm nữa Chú quan hô con Vậy là được một phần ba vụ việc rồi đó Cô Tám nghĩ sao Chừng nào không còn người ở trọ thì em sẽ mở đường. Nói thật với anh nghe, em cũng đã làm việc với mấy người ở trọ rồi. Trước mặt em á họ ừ ừ, dân dạ, nhưng sau đó thì y như cũ à. Nên cháu thủ nói em không có tin. Hơn nửa đường này là của em. Em muốn làm gì thì em làm. Đó, anh thấy chưa? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô Tám nói vậy là không có căn cứ. Pháp luật hiện hành đã quy định rõ ràng về lối đi chung. Không thể nói như cô vậy được. Dạ đúng rồi đó, con học luật con biết mà. Cụ thể là tại khoản 2, điều 254 Bộ luật dân sự có quy định: Vị trí giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên. Nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định. Ủa, đường đi chung của hai nhà? mà mấy ổng cũng đưa vô lực à không đưa vô lực đang bà muốn làm gì thì làm hay sao theo quy định trên á khi các bên cùng thỏa thuận và thống nhất cùng sử dụng lối đi chung thì đồng nghĩa với việc lối đi đó hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của các bên bên nào có hành vi cản trở lối đi chung thì bị coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định có nghĩa là cô tám làm sai quy định sẽ bị xử phạt đúng không chú thành đúng vậy đó Cụ thể là bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 1 tới 3 triệu đồng đó. Ngoài ra bên vi phạm cũng buộc phải áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, tức là cô tám phải trả lại lối đi chung như ban đầu. Hừ, cô không làm thì sao? Thì hậu quả sẽ nặng nề hơn, có khi còn bị ở tù nữa đó. Nè, sinh viên, chứ không phải à, luật sư như anh Nam à nha, đừng có hù. Ủa mà lúc này anh Năm còn đi làm không? Sao em thấy anh rảnh rỗi quá vậy? Anh nghỉ hưu rồi, nhưng mà không có rảnh à. Vì anh tham gia vào tổ hòa giải, nên đi suốt ngày bởi các vụ tranh chấp mâu thuẫn xảy ra hoài, nên anh chị ở trong tổ mệt lắm. Anh nói cỡ nào bà cũng không có sợ đâu. Phạt có 3 triệu, nhẹ quá mà. Bà chỉ sợ ở tù thôi. Cô đừng có hâm dọa chị nha. Chị có giết người đâu mà ở tù. Biết đâu được, giận quá làm liều chị ơi. Đánh nhau gây thương tích nếu mà nghiêm trọng thì có thể bị phạt tù đó. Điều nguy hiểm là nếu xảy ra quả hoạn mà cô Tám vẫn bích lối đi chung, nếu có người chết thì lúc đó cô có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy mức độ thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng, có thể bị tù đến 12 năm đó. Trời đất ơi, Ai làm trái nhà thì người đó bị ở tù chứ sao đổi thừa cho em. Luật sư nói mà bà còn cãi bướm, bố tài luôn. Tôi sẽ thưa bà lên quyện. Thưa đi, tôi đi hầu. Còn ghế bàn của tôi, cấm gì dời. Ai dời có camera ghi hình, tôi thưa luôn á, vì dám xâm phạm lối đi của bên tôi. Còn bó tài luôn, kể như hòa giải bất thành rồi chú Năm ơi. Bốn giờ khuya đêm đó, trong lúc mọi người đang ngủ sai, thì có tiếng la thất thanh, cháy, từ nhà cô Tám. Cô Ba Tím cùng khách thuê nhà hốt quản lo chữa cháy. Sáng hôm sau, mọi người thấy cô Tám cưng, cô Ba Tím cùng các bạn sinh viên ở trọ phụ dọn bàn ghế vào nhà cô Tám. Lối đi chung rộng rãi, thông thoáng như xưa. Ủa, ủa? cô Tám dọn bàn ghế vô nhà hả? <laughs> quá tốt, như vậy mới không mất tình nghĩa mấy chục năm nay. Mừng quá. Dạ, em cảm ơn anh Năm với anh chị trong tổ hòa giải. Em thật là ngang bướng mới gây ra chuyện này. Nói thật với anh, hồi khuya hôm qua, em mà không nằm mơ thấy trái nhà, chắc em còn bài binh bố trận bích hết lối đi chung này dài dài. á bả nằm chim bao, bà là trái nhà thất thanh, làm em với mấy đứa sinh viên nhà trọ hả, tưởng trái nhà thiệt, hết hồn hết giết, lo chữa trái vô nhà bả Ủa, là sao? thì à, em nằm mơ thấy lửa cháy phần phần nhà em như ngọn đuốc vậy á em cổng ba em chạy ra đường này mà đường đi á bị em bích hết em chạy ngã sau thì ngã sau cũng lửa phần phần trời ơi em la em khóc quá trời luôn giật mình tỉnh vậy á thấy cô ba cô ôm em cô khóc em cảm động quá trời luôn vậy là nhờ giấc mơ mà cô tám thay đổi không còn bích đường bích lối đi chung Thôi, chị em mình á, bắt tay, không có cự cãi nữa nghe chị Tám. Lâu nay á, em có nói bậy gì á, thì mong chị bỏ qua cho nghe. Mình là hàng xóm mấy chục năm nay, đừng vì chút quyền lợi mà đánh mất tình nghĩa hen chị Tám. Mỗi người nên hy sinh một chút quyền lợi, nhường nhịn một chút thì à, mọi việc vuông tròn. Vậy là hòa giải thành rồi. Ta nói à, lúc cô ba tưởng em bị ngạt khói chết á, cổ ôm em cổ khóc, em thấy thương cổ quá trời luôn. Em tự hứa từ đây sẽ thương cổ như là em mình vậy. Em cũng vậy, đúng là em có lỗi. Em cho khách thuê trọ mà không nhắc nhở họ đừng làm phiền hàng xóm. Em chỉ muốn được việc mình, sợ mình khó quá, khách sẽ bỏ mình. Bây giờ em phải cương quyết, ai không tuân thủ, em không cho thuê. <laughs> vậy là tốt rồi. Bây giờ phường này là phường văn minh đô thị, mọi người càng phải đoàn kết gắn bó không để xảy ra tranh chấp khiếu kiện kéo dài khiến tình làng nghĩa sớm không còn rồi ảnh hưởng đến cộng đồng ảnh hưởng đến công sức xây dựng phường văn minh đô thị đó cô tám nghĩ lại em thấy mình ít kỷ thiệt nhiều hộ dân khiến đất làm đường hẻm cho rộng rãi để bà con thuận tiện đi lại còn em thì lại bích đường không cho người khác đi em xin chuộc lỗi bằng cách khiến thêm nửa thước đất nữa cho lối đi chung rộng ra. Được không anh Nam Thành? Vậy thì quan hô chứ làm sao? Như vậy mới là thấm tình hàng xóm láng giềng đó. Hữu, còn sinh viên các cháu cũng nhớ là sinh hoạt nề nếp. Đừng quá ồn ào làm phiền bà con nha các cháu. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Lối đi chung của tác giả Hoàng Tân. Đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái, chào tạm biệt.